Hello, to chào. Hôm nay em và các bạn sẽ tìm hiểu về chữ bạch. Phái, phái. Từ này có nghĩa là trắng, màu trắng. Và trong một vài trường hợp với tính chất là phó từ thì chúng ta cũng dịch là không. Chữ bạch các bạn thấy rất là ít nét và dễ nhớ Các bạn nên nhớ luôn cả chữ bạch này Đó Ban đầu các bạn hình dung giống như là Một cái ngọn đèn Đang tỏa ánh sáng ra Một vài từ ghép với chữ bạch Bái thiên Bái thiên Mính bạch Mính bạch đối bạch đối bạch 坦白，坦白；空白，空白；苍白，苍白,白,白；表白，表白；蛋白质，蛋白质；白手起家，白手起家；白天，白天，白天。 Từ này có nghĩa là ban ngày. Ngược lại với phái thiên là hay dở. Hay dở nghĩa là ban đêm. Tha bu phân phái thiên hay dở phi minh công chùa. Cậu ấy làm việc bạt mạng cả ngày lẫn đêm. Ở đây có pin mình. pin mình là bạt mạng. Ra sức phi minh công chùa nghĩa là bạt mạng công việc làm việc rất là hăng say Pu phân bái thiên hơi dựa nghĩa là không kể ngày hay đêm minh bạch minh bạch hôm trước chúng ta học chữ minh đã học đến chữ minh hôm nay chúng ta học chữ bái chữ bạch à, chúng ta có minh bạch hiểu biết xiên trai nỉ hái yếu nả pu minh bái Bây giờ em còn có chỗ nào không hiểu không? Hay yếu nã, phụ minh phải. Tuổi phải đối bạch. Đối thoại, lời thoại, tuổi phải. Tiếng ý lý tờ chưa toan tuổi phải rằng quan trung môn san rán lây xạ. Những câu thoại trong phim đã khiến khán giả rơi nước mắt. San rán lây xạ. San rả lây xẹ, nghĩa là rơi nước mắt một cách tự nhiên. Đây cũng có thể hiểu là một câu thành ngữ. Sa rả lây xẹ, thản bái, thản bạch, bộc trực, thật thà. Của mới tôi sĩ hoan hứa thản bái tại rán cho phẳng hiểu. Chúng tôi, chúng ta đều thích các bạn với những người thẳng thắn, không bái không bái, không bạch chữ bạch trong trường hợp này chúng ta sẽ hiểu là trống rỗng không bạch, chỗ trống lỗ hỏng khảo sư tự sứ hậu tha nào xử lý y phiên không bạch. trong lúc làm bài thi trong đầu của cậu ý hoàn toàn trống rỗng y phiên không bạch, hoàn toàn trống rỗng trang phái trang phái thương bạch từ này là một tính từ để diễn tả ngoại hình thiếu sức sống nếu bạn nào học đông y thì sử dụng sẽ đọc đến từ trang phái này rất là nhiều nghĩa là nó ngược lại với từ hảo chi sửa nghĩa là có một sắc mặt rất là đẹp thì ngược lại người ta sẽ dùng từ trang phái thiếu sức sống Trang trí tới chi sử cho cờ xẻo cu nướng men sơ trang bái bị đói trong một thời gian dài đã khiến sắc mặt cô bé này nhợt nhạt. Bẻo bái Bẻo bái Biểu bạch Cái này nghĩa là tỏ tình bày tỏ. Ủa tả xoan chín theo quả sang cơ ủa xỉ hoa tớ nủy hái chữ bẻo bái. Tạ xoan dự định tôi dự định buổi tối hôm nay sẽ tỏ tình với người con gái. Tôi thích uống xỉ hoa tận nữ hai chữ Bẻo bái. Tỏ tình với người con gái tôi thích. Tan bái chữ, tan bái chữ. Đạn bạch chất, từ này nghĩa là chất đạm. Tan bái chữ, chất đạm, protein. Thủ tâu hay hiểu phong phu tở với sương sụ. Tan bái chữ tầng ý dạng nhân sụ. Thủ tâu, Hàn yếu thủ tâu nghĩa là khoai tây. Ở Đài Loan thì sẽ sử dụng một từ khác đó chính là mạ lính sụ, mạ lính sụ. thủ tâu thì sẽ phổ biến hơn. Phương phu tợ với xương sụ, tan phái trừ tạo ý giảng danh sụ. Ở đây có với xương sụ nghĩa là vitamin, tan phái trừ protein. Ý giảng danh sụ, nghĩa là nguyên tố, dinh dưỡng. Ở trong khoai tây thì có hàm lượng vitamin, protein nguyên tố dinh dưỡng phong phú. Pái sấu chỉ cha. Pái sấu chỉ cha. Pái sấu. Pái sấu nghĩa là tay trắng. Tay không có gì ạ chúng ta dùng từ. Pái sấu chỉ cha. khởi da cũng giống như từ khởi nghiệp. như vậy là pái sấu chỉ cha bạch thủ khởi da nghĩa là tay trắng làm nên sự nghiệp. Trời xia y tô sư xấu chỉ cha những người kinh doanh này rất nhiều người đều tứ tay trắng làm nên sự nghiệp phái xấu chỉ cha như vậy là chúng ta đã tìm hiểu qua chữ bạch cũng như một số từ ghép với chữ bạch cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chúng ta sẽ gặp nhau ở video tiếp theo cũng như thường lệ thì vào 21 giờ thứ năm tuần sau cảm ơn các bạn.